Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé. Và đợt gần đây sau cái bản cập nhật mới nhất ở bên Fantab về con game Tiểu Yêu Tầm Đạo này thì nhiều anh em có thắc mắc và hỏi mình là Tiểu Yêu Tầm Đạo bây giờ chơi được trên web phải không? Bởi vì nhiều anh em là máy tính nhưng mà cấu hình nó hơi yếu, không thể nào mà cài được mấy cái giả lập, chơi nó bị giật ấy. Thì cũng muốn mình chia sẻ về cái cách này. Thì đúng, anh em cập nhật thông tin chuẩn đấy. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể chơi được Tiểu Yêu Tầm Đạo ở trên web, cụ thể là cái trang Easy Fun nha. Đây, để mình trải nghiệm thử cho anh em nhé. À đấy, anh em lưu ý là nếu như chúng ta không đăng nhập tài khoản ấy thì chỉ chơi được 30 phút free thôi. Còn nếu như đăng nhập tài khoản Google các thứ vào thì lại chơi được lâu hơn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình nhá. Hoặc tùy, anh em có thể ấn đăng ký một tài khoản Easy Fun ở đây. Nhưng mình thì có sẵn tài khoản Google rồi, mình đăng nhập luôn bằng Google cho nhanh. Đây nhá, mình đăng nhập xong rồi này anh em này. Bây giờ vào luôn Tiểu Yêu Tầm Đạo này anh em này. Đấy, mình vừa đăng nhập tài khoản ở đây nhá. Bắt đầu chơi thử tí xem nào. Cập nhật dữ liệu này, ấn cập nhật luôn. Hiện tại cái phiên bản này nó chỉ hỗ trợ trình duyệt web ở trên PC thôi. Nhưng mà trong thời gian tới thì sẽ có ở trên mobile anh em nhé. Nếu như anh em nào mà trước đây PC của mình cấu hình yếu quá không chơi được bằng giả lập thì đây đúng là một cập nhật ngon lành cành đào đấy anh em ơi. Thì để chơi ở trên web như thế này đơn giản lắm. Anh em chỉ việc click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ấy. Sau đó ấn vào Place on Browser này, thế là xong. Ok, thì hôm nay mình thấy một vài anh em cũng có yêu cầu mình là review qua về môn phái hút máu đi. Thực ra là môn phái hút máu của mình ấy, build nó chưa được chuẩn chỉ cho lắm, thần thông các kiểu nó chưa ok. Thế cho nên là mình chưa muốn review cho anh em, nhưng mà bởi vì chắc là nhiều anh em tò mò xem cái hiệu ứng của nó như thế nào, chơi ra làm sao, liệu có ăn thua hay không, thì hôm nay mình sẽ qua cái môn phái hút máu của mình để review cho anh em nhé. Nói chung là đây là môn phái hút máu lỏ thôi, chứ phải là môn phái hút máu xịn. Tất cả những cái trang bị của mình thì hầu hết đã là có cái kháng choáng rồi. Thực ra thì mình thấy nếu như môn phái hút máu build chuẩn á thì phải build kháng né thì nó hợp lý hơn. Nhưng bởi vì bây giờ mình cũng chơi môn choáng rồi, môn phái choáng của mình thì kháng né mất rồi. Thế chẳng nhẽ hút máu thì cũng kháng né, thì đến lúc mà kẻ địch nó chơi kiểu chơi choáng ấy, gặp những ông mà chơi choáng ấy, mình chẳng có môn phái gì để kháng choáng cả thì hơi ối rồi ôi. Thế thành ra là build kháng choáng. Đấy, nó là như vậy anh em. Đây, thần thông này là mình đang dùng chung với bộ bên liên bạo này. Giờ mình sẽ điều chỉnh lại một chút nhá. Ví dụ như tầng dưới này thì mình phải lấy cái kim cang bất hoại này anh em này. Đó, cái này thì giải thi pháp ok rồi này. Cái này thì không thể nào mà diệt tâm ma chủng được này. Mà nó ra cái thực hồn chú này thì hợp lý hơn này. Đấy, nhưng mà mất đi khá là nhiều điểm lực chiến nha. Rồi, xem nào. Thăng cấp lên. Thì tạm nhá, gọi là môn phái hút máu lỏ thôi nhá. Anh em đừng có kỳ vọng quá vào cái video này nha. Khi nào mà build chuẩn rồi thì mình sẽ review lại cho anh em nhá. Tiếp tục ở đây thì kim quang hộ thể thôi. Rồi, cường hóa linh thú. Ok, trang bị luôn này. Xuất chiến nha. Đó, lực chiến thì giảm đi khá nhiều anh em ạ. Tỷ lệ hút máu của mình là 265%. Đấy, mình sẽ bỏ em Đại Sơn Yêu này đi. Cho vào đây đó chính là em Hình Thiên nha. Vì Đại Sơn Yêu của mình thì cũng chưa được mạnh mẽ cho lắm. Thì mình build vào đây em Hình Thiên để lấy thêm 20% hút máu. Thì mình sẽ có là cộng vào 285% hút máu nhá. Mình sẽ đấu với những bạn nào mà yêu lực tầm 1,5 ức đổ lại thôi nhá anh em nhá. 1,03 ức này. Chiến này mình sẽ để tốc độ tầm x2 thôi. Rồi, đấy có hút máu này. Hồi rất rất nhiều máu nhưng mà quên mất. Cái này đáng lẽ mình phải kháng choáng ấy nhỉ. Ok, không sao nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ngâm cứu kỹ hơn này. Đấy, 1,24 ức đúng không? Bạn này thì là chơi cái gì đây? Bạn này thì là chơi bạo kích. Ok, thế thì mình sẽ đeo cái kháng bạo luôn anh em ơi. Kháng bạo luôn này. Rồi, tiến lại với bạn đấy nhá. Đấu pháp khiêu chiến Lucas đúng không? Khiêu chiến đây. Một phát. Rồi, một phát. Linh thú đánh thì không thể nào mà hồi máu nhá. Chỉ đánh tay thì mới hồi máu được. Thế cho nên là sợ nhất là môn phải né thôi. Ok. Đấy, cú cơ cú nhảy khá là tốt. Kèm thêm cái quả, nếu như linh thú của mình mà có suy yếu trị liệu nữa thì cả địch sẽ bị ối rồi đấy. Tiếp tục là 1,21 ức này. Bạn này là chơi cái gì ấy? Bạn này thì lại cũng chơi bạo kích luôn. À, múc luôn này. Múc. Úi giời. Úi giời. Ủa, hồi nhiều máu lắm anh em ạ. Đánh một phát một hồi cả khúc máu mà. Hồi khúc máu to kinh khủng luôn nhá. Đấy, anh em thấy không? Khả năng hồi phục rất tốt. Rồi, mày này, lại hồi chuẩn bị đầy cây máu này anh em này. Ấy. Ấy. Trời ơi, ảo ma Canada thực sự luôn. Ấy. Con lành không anh em? Ghê phết, liên kích nhiều ghê nhỉ. Liên kích nhiều ghê nhỉ. Đấy, nó vẫn giành chiến thắng này. Nhưng mà bởi vì là môn phái hút máu này phụ thuộc vào đánh tay là nhiều. Thế cho nên là sẽ có một số những cái mà anh em lưu ý. Thứ nhất là nó rất là kỵ nhưng mà phải né. Do nếu như mà đánh tay mà dính né không thể nào mà hồi máu được. Thế thành ra nếu như anh em nào mà build hút máu chuẩn chỉ là môn phái chính ý, thì anh em nhớ là build kháng né. Đấy, hút máu kháng né thì sẽ hợp lý hơn. Còn bởi vì mình build môn phái này là môn phái phụ thôi, khi mình gặp những bạn nào mà build choáng á
thì mình sẽ kháng choáng để đánh với cả hút máu cho nó cù cưa cù nhảy. Đấy, nó là như vậy anh em ơi. Đây, bây giờ mình có 4.000 đào thì mình cũng sẽ xả luôn nhé, để xem là được cái trang bị nó ngon lành cái đào hay không. Và ngày hôm qua thì mình cũng nhận được một số những cái comment góp ý, ôi rất là tích cực luôn, thì mình cảm ơn các bạn đã kiểu góp ý rất là tâm huyết nha. Thì mình nhớ không nhầm là bác Trường hay bác Trưởng gì đó có góp ý cho mình ở trong cái phần huyết mạch này, thì mình thấy cũng hay nên là cũng chia sẻ lại cho anh em nhé. Tức là ở trong cái phần này thì bác ấy khuyên là nên lấy cái nhạy bén. Cái nhạy bén là chỉ số khá là quan trọng, còn cái kháng này thì anh em có thể lấy là tùy ý đó, theo mình hiểu là như vậy. Và bởi vì cái chỉ số nhạy bén này nó không cộng vào trong cái phần yêu lực, ví dụ như nếu như chúng ta kích vào phần đồng thời á, thì cái chỉ số nhạy bén này thường là yêu lực nó thấp. Thì nếu như mà vừa yêu lực tăng hơn mà lại vừa vào cái chỉ số nhạy bén thì nó sẽ khó ra trang bị và click vào hoặc thì sẽ hợp lý hơn. Còn trong cái phần chỉ số kháng này thì nó có thể ra kháng choáng, kháng né, kháng hút máu hay là kháng cái gì đó. Nếu như anh em thấy phù hợp với cái kháng nào thì có thể là chuyển qua cái phần môn phái dương thần này, âm thân hay là nguyên thể để thay thế vào đấy. Để thay thế vào cái phần huyết mạch này anh em này thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì mình thấy nó cũng hợp lý. Hay ha, là một trong những cái mẹo đó. Thì cảm ơn bác ấy rất nhiều nha, thì cũng chia sẻ cho những anh em nào mà chưa biết luôn. Rồi, nhưng mà huyết mạch của mình thì cũng hết tài nguyên rồi nên tạm thời mình để đấy đã. Bây giờ thì mình sẽ build thêm với phần trang bị này. Đây, thực ra thì có những lúc mình tích vào hoặc, có những lúc mình tích vào đồng thời. Nó không phải là bởi vì mình không biết tích vào hoặc thì nó sẽ ra nhiều trang bị hơn, mà mình tích vào đồng thời đơn giản là bởi vì mình deck có nhiều thời gian, đúng không? Mình không thể nào mình ngồi mình canh được. Đôi khi mình cứ để auto, đúng không? Đấy, khi nào mà ra đúng cái món trang bị này thì mình mới lấy. Còn nếu như có thời gian thì anh em nên tích vào hoặc để chuyển đi chuyển lại, nó sẽ hợp lý nhất, nó sẽ là tối ưu nhất về cái nguồn đào của anh em. Hôm nay thì nó cũng ra thêm một cái tính năng này này, sự kiện này, tại hội luyện khí. Cái này chắc là mình lại phải nhờ vợ mình thôi. Cái này vợ mình chơi gọi đẳng cấp luôn. Hôm qua có một bạn comment ở bên dưới bảo là má cái thằng này ngu vãi cả trưởng ra, nạp 2-3 củ rồi mà ác nó vẫn cùi. Thì ra chia sẻ với anh em ở trong này nó có rất là nhiều những cái hoạt động, đặc biệt là những cái hoạt động liên quan đến bang biết các kiểu, nhiều khung giờ vãi cả trưởng luôn. Như anh em nào mà theo dõi về con ác cũ của mình ấy, để mà chơi được tất cả những cái hoạt động tốn rất là nhiều thời gian luôn. Bên cạnh đấy nó còn tốn những cái gì anh em biết không? Tốn tiền, tốn tài nguyên. Hè luôn, càng ở cái tầm phân khúc cao nhá, để mà duy trì được những cái hoạt động đấy thì càng kích nạp nhiều. Cho nên là mình không muốn chơi cái đấy nữa. Đấy, mình chơi kiểu vui vui chiêu chiêu của anh em thôi. Cho nên là anh em nào mà thích thì xem, còn không thích thì có thể là xem kênh khác. Đấy là mình chia sẻ như vậy nha. Tìm báu trợ yêu này. Thôi chơi sự kiện này đi, xem được cái gì nào. Nhưng mình không mua nhá, tốn lắm mà chẳng được cái gì cả. Ok, tìm báu trợ yêu 7 phát rồi. Còn nhiệm vụ gì cho nó được 10 phát là thu thập phúc địa, dị thú xâm lược, tăng cấp 3 lần linh thú. Hút máu và kháng liên kích thì thôi mình tách nha, bao giờ phải kháng choáng thì mình mới lấy cơ. Phúc địa thu thập đạo cụ của bản thân à, đây luôn, nghỉ đơn giản. Mình sẽ reset đây rồi. 1 2 3 4 5 6 7 lần, mình tính 7 lần là đủ đó. Ok, phản công tách luôn. Nhiệm vụ này, tăng cấp linh thú 3 lần à, né tách. Dị thú xâm lược 3 lần đi luôn. Dị thú xâm lược thì mình sẽ phải chuyển sang môn phái liêm bạn. Đó, tạm như này thôi. Nói chung liêm bạo bây giờ mình lại đeo em chú tước nữa thì thành ra là nó hơi cùi. Có thanh long thì là hợp lý, thôi không chơi. Đây, dị thú 3 lần anh em nhá. Tầm 14 ức rồi, 12 ức, 13 ức. Tôi đánh luôn. Rồi, 13,95 bình quân là trên 10 ước anh em nhé. Xếp hạng chẳng biết các anh em đánh như thế nào. 19. Đây chắc là anh em chưa đánh sao ấy chứ, đúng không? Chứ nếu như mà đánh hết thì chắc là mình nằm trong top khoảng hơn 20 tí. Ôi, quay trở lại nào. Tiếp tục là chặt cây. Đó, tìm bảo trợ yêu này. Nhận luôn, tăng cấp linh thú 3 lần. Ui, cái này dễ quá. 1 lần, 2 lần. Và cái con xanh xanh này là lần thứ 3. Đây rồi. Nốt. Thế là có 10 phát. Liên kích và kháng choáng này cũng được ấy chứ. À quên, chưa chọn đây anh em ơi. Chọn ở đây thì chọn cái gì cho nó hợp lý nhỉ? Cái này pháp bảo thần thoại tùy chọn à. Pháp bảo này, Kim Thanh Ngưu Mãng hơi khoai. Oscar là tinh quái à? Bỏ hôm nay không có tiên hữu nhỉ?
cô chọn cái này đi. Ê, tầm bảo 10 lần luôn anh em nhá. Làm phát nữa nào. Úi giời ơi, tầng dưới này là toàn cái cùi này. Cái này đi. Không thì cho vào tịnh bình thủy cũng được. Rồi, cái này cùi quá. Phát nữa xem nào. Ê, được này. À, ba cái la bàn tầm bảo cũng được ha. Tịnh à, tịnh bình thủy à. Đúng rồi, góc này là tịnh bình thủy mà. Cái này đi. Gì đây? Ấn ký. Rồi, tiếp tục. Cho mấy cái là bàn tầm bảo cũng được. Ôi, cái này trên này là cái gì nhỉ? Ui, 6 ấn ký à. Ơ, cái này là gì đấy? Ui, giời. Quà tích lũy nhận được 2 cái. Rồi. Sạp đại yêu. Sạp đại yêu của mình thì ở đây có tín vật tiểu vũ và tín vật chu trúc thanh. Chọn một trong hai. Ua luôn. Ok. Tích lũy dần anh em nhé. Nông dân thì cứ tích lũy dần. Mặc dù là trong một lần không được, thì dần dần tích lũy cứ mùa đấy nó cũng sẽ được thôi anh em ạ. Cái này ví dụ như anh em có thể nhìn thấy đây. Hiệp thường mình có 15 mảnh chu trúc thanh 20 mảnh. Dần dần thì cũng sẽ có thôi. Làm sao bây giờ.